Hello anh em, mình đang ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha. Mình đang có con quay alpha đây, cần bán nha. Này chính chủ luôn, con nhỏ em gái để lâu quá không chạy ha. Đi thành phố rồi không có chạy nên mình muốn bán chiếc này, gia đình muốn bán chiếc này. Đây, anh em thấy ngoại hình đó nha. Còn ngon lành ha, biển số đây nè, 6333 ha, năm số. Rồi, mình nổ máy cho anh em xem ha. Lâu không chạy nhưng mà mình cũng thỉnh thoảng là cũng có chạy nhưng mà chạy dân đi chợ rồi thôi, chứ không có đi xa. Đấy. Nổ máy ha, tiếng nổ máy, lốc máy đen nha, tất cả còn zin ok ha. Đó. Chạy thì đồng hồ hiện thị khoảng 54.000 cây rồi, 54.000 cây, rồi 54.000 cây, đèn đuốc còn ok hết nha. Đèn phát là chạy nha, bấm kèo nè. Rồi đèn pha nè. Đèn ha. Đây, ok. Cái yên này thì do con chó gâu này nó cắn nè. Hư cái yên. Anh em nào mua mình có thể giảm tiền và mình lợp cái yên này lại trước khi giao cho anh em ha. Kính chiếu hậu còn zin của nó luôn nè. Đây ha. Tay cầm mình cũng thay nè, tay cầm này im tay luôn nè, loại tay cầm xịn nha. Tay cầm của xe Honda luôn á. Tay cầm im ha. Đó, mình đã thay rồi, còn cái này là chó nó mới cắn thôi, không có vấn đề, hay mình lợp lại cái yên thôi. Đó, chó gâu này nó cắn nè. Rồi, nhông sinh dĩa còn rất là ngon nha. Nhông sinh dĩa còn rất là ngon, thay nhỏ em thay gần đây rồi. Rồi, đạp nổ rồi cũng rất là ok nha, không vấn đề hết. Đó, anh em nào cần... Đó, làm cái nổ anh em nghe tiếng máy không? Đạp cái là nổ liền ha, đèn cái cũng nổ liền rất là nhanh. Đây là xe mình đang kêu bán nha, nên là quan tâm thì liên hệ cho mình 0906 099 063. Đó, đang ở xã Bình Trưng, Châu Thành, Tiền Giang, gần chợ trái cây Vĩnh Kim rồi đó anh em, hay gần ủy ban xã Bình Trưng, em xem xe trực tiếp tại nhà nha. Rồi mình mua bán là giấy tờ sang tên đầy đủ nha, đây là chính chủ của nhỏ em gái ruột ha. Đó, vỏ xe còn ngon lành nè ha, vỏ trước vỏ sau đều còn ngon lành. Đó. Rồi